Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Bây giờ mình đang trên đường đến một gốc cây nhót anh em ạ. Thì đây không phải là nhót dại nữa mà là nhót nhót to anh em ạ, không phải nhót nhỏ như hôm nọ kia nữa. Thì hôm nay mình sẽ vặt nhót về và ăn nhanh em ơi. Ok, bây giờ mình đã đến gốc nhót rồi này, mình sẽ cho anh em xem này. Đây là gốc nhót anh em ơi. Có nhìn ở trên này thì không thấy có quả nào, nhưng mà mình sẽ đi xuống phía bên dưới này này. Kiểu gì cũng có. Đây có này anh em ơi. Nhót nó khá là nhỏ. Rất là nhỏ anh em ạ. Mình sẽ vặt vặt tầm khoảng một bát thế này rồi mang về ăn nha anh em ơi. Ok, anh em cùng theo dõi nhá. Kia lại có lá chua nữa kìa anh em ơi. Nhưng mà thôi. Wow, kia có nhót to kìa. Bây giờ mình sẽ vặt đây. Okay, sau một hồi vặt đấy thì mình đã vặt được bằng này rồi anh em ơi. Được à, bằng này cũng đủ ăn rồi anh em ạ. Nửa túi, gần nửa túi. Thì bây giờ mình sẽ mang về và ăn rồi anh em ơi. Đi nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bổ mấy quả nhót này xuống cái bát nha anh em ơi. Cho xuống đây rồi tí nữa cho ít các kiểu đồ xuống và trộn đều lên ăn cho nó ngon anh em ạ. Ok. Đây con dao của mình. Chắc là bổ đôi ra anh em ạ. Bổ đôi ra ăn cho dễ. Hình như là hạt hơi già rồi anh em ơi. Dạ không sao, ăn bỏ hạt chứ. Anh chúc nấu mà còn non gì, ăn cả hạt cũng thơm anh ạ. Ok, chắc là mình làm bằng này thôi anh em ạ. Làm nhiều sợ tí nữa một mình ăn không hết ấy, thì là đổ đi phía anh em ạ. Còn cái phần trong túi này mình sẽ để đấy, mà nếu mà ăn được nữa thì mình sẽ làm tiếp nha anh em ơi. Ok, giờ bắt đầu mình sẽ cho một ít gia vị xuống này, ít bột canh xuống. Cho ít nước giấm xuống này. Ok, rồi trộn đều lên anh em ơi. Không biết là nó sẽ như thế nào đây. Ui, ăn cứt rồi. Thôi không sao. Nó bị rơi đi mấy miếng chứ. Ok, giờ mình sẽ cho ít tương ớt xuống nữa anh em ạ, cho nó ngon. Cho nó có vị cay cay anh em ạ. Ok, đây anh em ơi. Đây là cái bát nhót của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha anh em ơi. Ui xổi ôi, nhìn khá là ngon luôn anh em ơi. Ok, thì đây là cái bát nhót mình vừa mới làm xong anh em ạ. Thì nhìn rất là ngon rồi. Thì bây giờ mình thơm luôn anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha anh em ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây anh em ơi, cho anh em xem này. Bây giờ chắc lấy con dao này về chọc ăn anh em ạ. Đây miếng này anh em ơi, toàn tương ớt này. Mời tất cả anh em cùng ăn ăn nhót với mình nha. Đây anh em ơi, mời anh em nha.
mình sẽ ăn đây. Ngon quá anh em ơi. Con trâu nó có mỡ nhiều quá anh em ạ. Tại nay mình chăn trâu và chăn trâu vừa làm clip. Em thông cảm nha. Tiếp tục ăn này. Miếng này không có tương ớt, mình sẽ chấm chấm lên tí. Mời tất cả anh em này. Rất là ngon luôn. Nhưng mà nó không chát như cái quả mít hôm nọ mình ăn kìa. Quả mít nó phải chát gấp 2-3 lần quả nhót luôn. Đây, mời tất cả anh em này. Chua á. Nó vừa có vị chua này. Nó có vị chua này, vị cay này, vị chát nữa. Phải nói là ngon. Chua quá. Ngon thì ngon thật nhưng mà nó chua quá. Vừa chua vừa cay nữa. Anh em xem clip của mình thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em ơi. Mình lại tiếp tục ăn đây. Cái hạt nó già quá. Mình làm nhiều quá anh em ạ. Mình không ăn được hết, nó chua quá. Bây giờ cái bụng nó khó chịu lắm anh em ạ. Thôi làm mấy miếng rồi khỏi ăn nữa anh em ạ. Ăn nhiều chết đấy. Phê quá, phê quá. Chắc là mình không ăn nữa anh em ơi. Bỏ thôi. Ngon thì ngon thật nhưng mà nó chua quá. Ok, chắc là mình cũng nói sắp không lên rồi anh em ơi. Nó chát. Cái cổ họng này nó dính dính. Thì chắc là mình cũng xin phép dừng video ở đây. Anh em xem clip của mình thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.
Và nhớ là comment 1 đến 2 cái đi. Chứ video của mình chả thấy ai comment cái gì hết. Nghĩ nó chán. Thì anh em ủng hộ mình nhiều thì mình mới có động lực để làm video tiếp anh em ạ. Ok, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.